Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thật là một ngày rất là an lành khi có đủ duyên được sự cho phép của Hòa Thượng cũng như Tăng Đoàn ở tại Chùa Hoằng Pháp, Huệ Hòa có đủ duyên gặp quý vị ở đây và chia sẻ một thời Pháp thoại. Tại vì đây là khóa tu một ngày, pháp môn mà chúng ta thực tập ở đây là niệm Phật. Cho nên để cho quý Phật tử chúng ta rõ ràng hơn về cái pháp môn niệm Phật này từ đâu mà có. Và trong hệ thống kinh điển của Phật giáo do Đức Thế Tôn của chúng ta là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó giảng dạy, thì cái pháp môn này nó đang nằm ở đâu? Trong bài kinh nào? Và tại sao Đức Phật lại thuyết cái pháp môn niệm Phật này? Sau khi niệm Phật và tụng kinh một thời gần 2 tiếng rồi, quý vị có cảm thấy an lạc không ạ? Nhìn quý vị ở đây, Huệ Hòa nhớ tới Huệ Hòa là pháp danh là Huệ Hòa ha. Nhớ tới song thân của mình. Ngày xưa chắc là cũng nhiều đời do có cái hạt giống về Phật Pháp trong tâm đã gieo nhiều đời. Cho nên Huệ Hòa chọn bố mẹ mình để vào tái sinh. Đúng không? Và những cái hạt giống Phật giáo đó nó được nuôi dưỡng từ chính song thân của Huệ Hòa. Cho nên nhìn xuống đây thấy quý vị ở đây, Huệ Hòa lại nhớ tới phụ thân của mình. Ông cụ tu pháp môn niệm Phật. Và cái từ trường đó nó ảnh hưởng đến con của ông cụ, trong đó có Huệ Hòa. Rồi quý vị đây là những vị Phật tử đúng không ạ? Có bao giờ mình đặt một câu hỏi cho mình rằng ngày xưa Đức Phật của chúng ta ngồi dưới cội Bồ Đề, Ngài đã thành Phật như thế nào không ạ? Hồi chắc là Huệ Hòa còn nhỏ, cho nên là Huệ Hòa hay đặt những câu hỏi đó lắm. Khi có những câu hỏi nó khởi lên trong tâm như vậy, tại vì Huệ Hòa thì xuất gia từ nhỏ. Hồi xưa thì chắc chưa có hiểu được là xuất gia là một cái hành động rất là vĩ đại cỡ nào đâu. Tại vì xuất gia từ nhỏ, và cái nhân duyên mà đưa đến Huệ Hòa xuất gia đó, giờ nhìn lại thấy nó cũng vui vui. Đúng không nào? Quý vị có muốn nghe không? Đúng rồi. Là Huệ Hòa là theo ông cụ hay lên chùa của quê đó, ở vùng Quảng Trị ha, gần đến vị tuyến 17. Xong rồi thì mỗi ngày đều nghe ba niệm Phật và thấy ba rất là bình an, sống một cuộc đời rất là thành tính đối với Tam Bảo. Huệ Hòa có một cái điểm yếu nhỏ xíu là Huệ Hòa không có khả năng sát sanh. Không có khả năng sát sanh gì hết. Cho nên là 9-10 tuổi là mẹ hay giao cho nhiệm vụ là nấu cơm cho cả nhà dùng á. Thì mẹ mà mua thực phẩm về mà tại nhà lúc đó thì chưa ăn chay, cho nên là ăn chay 1 tháng 4 ngày thôi. Cho nên là mẹ mua những cái cá với là những con hến rồi đó, mà nó còn sống á, thế nào không dám giết, cho nên mang ra ngoài sông thạch hạn á, thả. Chỉ nấu những con nào chết thôi. Mà các bà ở quê thì thường hay tụ tập lại với nhau, thỉnh thoảng nói chuyện. Cái xong cái hôm đó 9 tuổi đi học về thì đứng ở ngoài hành lang nghe hai bà hàng xóm nói chuyện với mẹ mình. Nói bé này á, nó lớn lên là chắc nó có vô chùa nó ở thôi chứ nó không có lấy chồng được. Lấy chồng thì thấy chị lấy chồng thì cũng phải nấu cơm, rồi cũng phải sát sanh rồi vậy. Rồi nhiều khi cũng phải giết gà, giết vịt nữa, ở quê mà. Thế nào cũng bị chồng quánh. Nghe câu đó rồi sao mà buồn đến thế? Mới 9 tuổi thôi mà rất là buồn. Tương lai mình sao mà mờ mịt đến thế? Có nghĩa là, trời ơi, kiểu này thôi, chắc kiếm chỗ nào chạy đi. Nghe phong phanh rằng ở chùa ăn chay. Cho nên thế là xách gói vào chùa để trốn cái việc là không có ai bắt mình sát sanh. Nhưng mà duyên nó chưa tới,
phát tâm lúc 9 tuổi, rồi mẹ nói là ở quê là muốn đi tu á, thì phải lên cái chùa ở tỉnh hội đó, ở đó làm công quả vào mùa hè. Rồi có vị sư nào mà về á, thì vị sư đó mà đồng ý nhận con làm đệ tử thì họ sẽ dẫn đi. Một mùa hè rồi hai mùa hè, cái sư về nhưng mà chọn các chị khác thôi, còn mình không có được chọn. Cái hôm đó buồn ơi là buồn, cái mới soi gương, chắc là mình xấu. Nên quý sư không nhận. Rồi cái xong nói, nhưng mà tu thì đâu cần xấu với đẹp. Xong mà cũng tự suy nghĩ như thế. Rồi mới nói, nhưng mà mình có một tấm lòng rất là thiện lương mà. Mà quý thầy giao cho việc gì cũng làm hết, nhổ cỏ cũng làm, đi phụ bếp cũng làm, lau chùa cũng làm, cái gì cũng làm hết. Và ba dặn rằng là muốn đi tu là phải tạo phước, thì nó đủ duyên nó tới. Mùa hè năm thứ ba, cứ ở 3 tháng mùa hè xong về đi học, rồi tiếp tục như thế. Mà lúc đó đã phát tâm ăn chay trường rồi, năm 9 tuổi. Ở nhà ăn gì ăn, nhưng mà ăn chay trường thôi. Tại vì nghe ba nói như vậy là phải đủ duyên lắm mới được vào chùa. Và y chang lời ba nói vậy. Tới mùa hè thứ ba là chịu hết nổi rồi. Cứ đứng ở ngoài cái góc cửa đó, rồi vô cái thưa thầy trụ trì. Thưa thầy trụ trì, con có thể biết lý do tại sao con không có được nhận không ạ? Có phải con xấu hay là con không tốt mà con không được nhận không ạ? Con đã lên ba mùa hè rồi. Cái thầy thấy chắc mặt này cũng tội quá, cái thầy nói thiệt. Thầy nói mẹ con nói rằng là phải chờ con qua tuổi 12 mới gửi con đi. Lúc đó con đủ trưởng thành, lớn lớn chút rồi nhỏ vậy vô trong chùa, không có ai giặt đồ rồi cho. Lúc đó về hờn mẹ lắm. Ôi giời ơi, lường nhỏ 3 năm. Xong rồi tới năm thứ tư, lúc đó đang học lớp 6, mới có cô chị đi xuất gia ở thành phố Hồ Chí Minh về thăm mẹ vào một ngày Tết. Xong rồi bỏ học luôn, lượm hai bộ đồ bỏ vô một cái bịch ni lông màu đen, theo chị lên ga tàu và đi với kiểu là ngồi giữa hành lang. Chị đi đâu cũng được, chỉ cần dẫn em vào chùa. Giờ niềm tin với mẹ là mất rồi. Hồi đó chưa có hiểu được tình thương của mẹ. Và cứ như thế cô đã vào chùa. Và đúng là chùa là một môi trường an ổn. Và những cái hạt giống ở trong chùa nó đã nuôi dưỡng một người từ cái lúc mà đi vào là biết niệm Phật, biết tụng kinh. Và nhờ những thời niệm Phật tụng kinh đó, nó làm cho cái tâm của cô bình an hơn. Cho nên hôm nay đó, thấy quý vị ở đây cô rất là vui. Tại sao? Tại vì ở bên ngoài kia chúng ta rất là bận rộn. Nhưng mà ít ra quý vị cũng có dành thời gian ra một tuần, một ngày quay về chùa để tu. Đó là một điều rất là quan trọng. Những gì Đức Phật dạy á, là giống như là một cuộc đầu tư dài hạn. Ở đây quý vị chắc chọn kinh tế hơn phải hòa trong chùa thôi. Đầu tư dài hạn. Có nghĩa là đừng có nhìn đời mình với một tầm nhìn ngắn hạn, là chỉ có biết đời này và không biết đời sau. Tất cả mọi nhân duyên trên đời nó đều có lý do để nó xuất hiện. Nó có lý do để chúng ta gặp nhau. Và hôm nay chắc chắn cũng có lý do nhân duyên Huệ Hòa mới ngồi đây để kết nối thông tin pháp thoại với quý vị. Không phải tự nhiên xuất hiện. Cho nên chúng ta hãy nhìn cuộc đời của chúng ta với một tầm nhìn dài hạn. Đời này chỉ là một mốc xích trong các đời sống của chúng ta. Và những gì chúng ta thọ hưởng hôm nay, đó là kết quả của những hạt giống mà chúng ta đã gieo nhiều đời trước. Và cái đời kế tiếp chắc chắn chúng ta sẽ thọ hưởng những gì chúng ta đã gieo và sẽ gieo hôm nay. Chúng ta phải chịu trách nhiệm hoàn toàn cho những gì chúng ta tạo tác. Cho nên Đức Phật sau khi mà Ngài thành đạo với cội Bồ Đề đó, hôm nay sẽ để quý vị tận hưởng lại những giây phút mà quý vị sẽ vào cái đêm trăng tròn mà Đức Phật thành đạo. Đức Phật thành đạo cũng gần tới rồi đúng không? Chúng ta thấy rằng là, và Đức Phật cũng vậy, Ngài cũng trải qua vô lượng kiếp tu tập. Ngài cũng đã từng là một con chim
nhưng mà là chim ân vũ hiếu thuận. Ngài cũng từng là một con nai, và con nai có trí tuệ và giàu lòng yêu thương. Ngài cũng từng là một con sư tử, mà một con sư tử sống hết mình một cách lương thiện và bảo vệ gia đình của mình trước khi Ngài trở thành Bồ Tát Khổ Minh và lên cung trời đấu xuất, sống ở đó và sau đó đi vào thai mẹ của Hoàng hậu Maya. Cho nên hành trình tu tập của chúng ta không thể nào giải quyết một đời mà được, mà đó là một quá trình tiệm tu. Và tại hôm nay là khóa tu, cho nên Huệ Hòa sẽ xin phép chia sẻ cho quý vị liên quan đến các pháp môn tu do Đức Phật dạy, trong đó có pháp môn niệm Phật. Chúng ta phải có niềm tin vào pháp môn mới được, đúng không nào? Cái câu hỏi là Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề, Ngài đã thành đạo như thế nào? Và tại sao Ngài lại thuyết ra cái pháp môn niệm Phật vi diệu như vậy? Để cho sáng nay sau khi niệm Phật xong, quý vị lại an lạc đến thế, đúng không nào? Chắc chắn là mỗi pháp môn mà Đức Phật giảng dạy thì đều có phù hợp với những đối tượng nhất định. Và đây là nhất là những vị mà trung niên và lão niên, thì pháp môn niệm Phật là một pháp môn hữu ích nhất. Kể lại trong Kinh Thánh Cầu đã diễn tả lại cái đêm hùng tráng nơi Đức Phật thành đạo như sau. Sau khi từ giả hai vị thầy của mình tên là Alala Kalama và Uddaka Thama Buddha, sau khi từ giả hai vị đó, tại vì pháp môn hai vị đó không có đưa đến sự giác ngộ giải thoát, Ngài mới chọn con đường trung đạo là thọ thực lại, sử dụng thực phẩm. Cho trước đó thì Ngài dùng một ngày có một hạt gạo và một hạt mè thôi. Với một cái cơ thể như vậy thì Ngài khó mà chứng đạo. Ngài quyết định là dùng lại thực phẩm, và lúc đó có một nàng thôn nữ tên là Sujata, đúng không ạ? Cúng dường Ngài một bát cháo sữa. Bát cháo sữa đó là tên nấu theo kiểu Ấn Độ đó, đúng không? Gồm có gạo nấu với sữa và sau đó bỏ một ít hành nhân vào, chế độ dinh dưỡng khá là cao. Sau khi thọ dụng xong thì Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề và Ngài phát nguyện rằng: ta sẽ không xuất thiền cho tới khi ta chứng đạo. Ta sẽ không xuất thiền cho tới khi ta chứng đạo. Và ngay đêm hôm đó, cái này Huệ Hòa diễn tả lại trong Kinh Thánh Cầu do Đức Phật thuyết ha, ở trong Nikaya. Kinh 1, Ngài chứng được túc mạng minh. Túc mạng minh là gì? Đó là trí thấy và biết được kiếp trước của chính mình. Giống như một bộ phim quay đi lại tất cả những đời sống trước đó của Ngài. Ngài thấy rằng: ta từng là con chim ân vũ, ta đã sống cuộc đời như thế, ta đã thực hành những hành nghiệp lành như thế, ta đã tạo tác như thế, và do duyên đó cho nên ta tiếp tục tái sinh đời kế tiếp như thế, và như thế, như thế. Ta đã từng sống đời như thế. Đó gọi là túc mạng minh. Thấy và biết được kiếp trước của đời sống chung chính mình. Và cánh hai, Ngài chứng thiên nhãn minh. Thiên nhãn minh là gì? Đó là trí thấy và biết được sanh và tử của những chúng sanh khác. Ngài chỉ cần nhìn thánh chúng như vậy, Ngài sẽ biết được vị này từ đâu đến, kiếp trước họ đã sống đời thành tính như thế nào, và họ đã thực hành những hành nghiệp như thế nào, họ tên gì, họ đến từ gia đình nào. Và cứ như vậy, Ngài thấy được chúng sanh đến từ đâu, tại sao chúng sanh cứ mãi tái sinh như thế. Ngài thấy được như vậy. Và Ngài thấy được tương lai những vị đó lại tiếp tục hành trình của mình như thế nào, theo sự chi phối của nghiệp lực. Và đúng canh ba thì Ngài chứng được lậu tận minh. Lậu ở đây đó là lậu hoặc, đó là những bất thiện trong tâm, phải không nào? Tận đó là diệt tận, minh ở đây là trí, đúng không? Lậu tận minh đó là trí thấy và biết được con đường đưa đến sự diệt tận hết tất cả các bất thiện trong tâm của chúng ta, để cho chúng ta bớt đau khổ. Và sau khi chứng được tam minh rồi, Ngài thấy rằng giáo pháp của ta
cao thượng quá, vi diệu quá, không biết nói chúng sanh có hiểu không. Còn không mà nói nó không hiểu thì nói sao? Ông này điên, đúng không? Thâm diệu quá. Thế ngài mới ngồi thiền dưới cội bồ đề 7 tuần lễ, an định như vậy, và ngài không có ý định thuyết pháp. Và vào tuần lễ thứ 5, khi mà một vị phạm thiên có nghĩa là một vị chư thiên ở trên cõi trời á, vị đó tên là Sahapati, vị ấy mới đọc được tư tưởng của Đức Phật là không có ý định thuyết pháp. Tại vì Đức Phật nghĩ như vậy: giáo pháp mà ta vừa mới chứng ngộ thì thầm thâm vi diệu, khó để thấy, khó để chứng. Mà ngài nhìn chúng sanh trong thế giới thì thường hay thích dục lạc và vui trong dục lạc, cho nên có vẻ không có hứng thú. Mà chỉ có giáo lý của ta thì chỉ có những người mà trí, những người có căn cơ gần với đạo mới có thể thấy biết được thôi. Cho nên ngài không có ý định thuyết pháp. Ngài vẫn tọa thiền như thế. Và khi Phạm Thiên Sahapati thấy được như vậy thì Phạm Thiên xuất hiện liền vào tuần lễ thứ 5 ngay tại Bồ Đề Đạo Tràng. Quý vị nào mà có cơ hội đi đến Bồ Đề Đạo Tràng rồi thì quý vị sẽ thấy có một cái cột mốc cắm ở đó do vua A Dục cắm nơi chỗ Bồ Đề Đạo Tràng để đánh dấu cái tuần lễ thứ 5 nơi vị Phạm Thiên đó xuất hiện. Và vị Phạm Thiên đó thỉnh cầu Đức Phật thuyết pháp. Và thỉnh cầu 3 lần như vậy. Đức Phật sẽ không tự thuyết pháp. Đức Phật chỉ thuyết cho người có đủ căn cơ, cho người có tín tâm, cho người có lòng mong cầu nghe pháp. Cho nên vị Phạm Thiên thỉnh Đức Phật 3 lần. Bạch Đức Thế Tôn, thỉnh ngài hãy thuyết pháp, thỉnh 3 lần như thế. Sau đó vì lòng bi mẫn đối với đời, ngài mới mở mắt ra và ngài quán chiếu nhân gian, quán chiếu tất cả các chúng sanh trên thế gian này, trên thế giới của chúng ta, xem coi thử có ai có khả năng lĩnh hội pháp của ngài không. Và ngài dùng Phật nhãn của mình để quán chiếu như vậy. Và ngài thấy rằng ở trên thế gian này nó có 8 loại chúng sanh. 8 loại chúng sanh, để liệt kê ra xem mình thuộc loại nào trong 8 loại đó. Được không nào? Loại thứ nhất là có những chúng sanh ở trên thế gian này họ chỉ vướng một ít bụi trần trong tâm của họ thôi, một ít thôi và không đáng kể. Những vị đó chỉ cần vén màn lên là họ sẽ lãnh hội. Loại thứ nhất là có một ít bụi trần trong tâm của họ. Loại thứ hai là có những chúng sanh có nhiều bụi trần trong tâm của họ. Họ rất là thích dục lạc, họ rất là thích cuộc sống thế tục. Và loại thứ ba đó là có những chúng sanh lợi căn, có nghĩa là nói đến pháp là những vị đó là họ nghe liền. Và có những cái chúng sanh là độn căn, có nghĩa là họ không có khả năng hiểu được. Giống như những ngày nay là những vị bị đau rồi đó, đúng không? Gọi là thiểu năng ngày nay đó. Đó là loại thứ 4. Loại thứ 5 là có những loại chúng sanh rất là dễ độ, chỉ cần nói là họ làm theo thôi. Và có những chúng sanh là rất là khó độ. Khó nhưng mà có khả năng độ, chỉ khó thôi, đúng không? Đó là 6 loại. Và loại thứ 7 đó là có những chúng sanh có tập tính rất là lương thiện, chỉ cần họ nghe được pháp thì họ sẽ làm theo. Và cũng có những chúng sanh khác là với tập tính rất là xấu. Và cái loại cuối cùng đó là có những chúng sanh sợ hãi khi thấy quả báo của những nghiệp bất thiện mang lại, và sợ hãi khi tái sanh. Loại cuối cùng. Loại cuối cùng cho nên Đức Phật mới thuyết kinh Địa Tạng đó. Kinh Địa Tạng là Đức Phật thuyết cho loại thứ 9 đó, đúng không? Nói về cảnh giới địa ngục đó. Và những chúng sanh đó là tại vì họ sợ hãi như vậy cho nên họ tu. Quý vị mình nghĩ là mình thuộc loại nào đây? Trong 9 loại. Ha? Loại nào? Chắc là một ít bụi trần trong tâm của họ thì cái tầng lớp này nó rất là cao, đúng không nào? Rồi, có thể chúng ta sẽ rơi vào là thượng căn, lợi căn, có căn cơ với giáo pháp. Cũng có thể chúng ta sẽ rơi vào cái tầng lớp là dễ độ, đúng không? Chỉ cần theo lời Phật dạy thôi, cái gì con cũng làm theo. Niềm tin con đối với Tam Bảo là bất động. Và chúng ta cũng có thể rơi vào cái tầng lớp là có thiện nghiệp, có tập tính tốt,
Trời ơi, nếu mà chúng ta không tốt thì giờ này chúng ta sẽ đi ra ngoài, chúng ta làm, chúng ta tâm chúng ta sẽ vọng tưởng đâu đó, đúng không nào? Rồi khởi lên những tâm làm sao kiếm được tiền, đúng không? Làm sao mà ăn cắp được cái này, ăn cắp được cái kia, đúng không? Chúng ta là có những người, chúng ta là thuộc dạng là có tập tính lương thiện, chúng ta mới ngồi lại đây với nhau. Mà quý vị thấy không? Từ trường không? Người ta nói dầu sẽ kết nối với dầu, đá sẽ kết nối với đá, nước sẽ kết nối với nước. Những người thiện lương sẽ do từ trường mà họ sẽ gặp những người thiện lương. Những người có cùng sở thích sẽ có từ trường đó mà họ tìm thấy nhau. Vợ con, chồng, bố mẹ cũng nhờ từ trường đó mà tìm thấy nhau, chứ không phải tự nhiên chúng ta đến đâu ạ. Đó là lý do tại sao chúng ta phải tu. Và chúng ta tu mà nếu mà chúng ta biết rõ muôn một á, thì chúng ta sẽ không còn nghi ngờ. Chúng ta biết chúng ta đi về đâu, chúng ta thực tập như thế là đúng hay sai. Tại vì nghi ngờ khởi lên á, là nó là chướng ngại. Và Hòa vẫn nhớ vào những năm 1996 á, khi đó bắt đầu Việt Nam mở cửa ha, là có nhiều nguồn du nhập vào, đúng không? Và chính xác là năm 2000 bắt đầu có cái phong trào là gì? Phong trào gọi là bài xích văn hóa Trung Hoa. Mà Phật giáo của chúng ta là được truyền vào theo cái Bắc truyền á, là nó truyền qua Trung Hoa rồi nó mới truyền về Phật giáo chúng ta, về Việt Nam. Giờ nghe nói là không biết kinh điển này là do Phật nói, Phật là ở Ấn Độ ha, hay là Trung Hoa làm nữa, cái nghi ngờ, đúng không? Có khi nào nghi ngờ như vậy chưa? Nếu mà chưa là có nghĩa là niềm tin của chúng ta sâu dày đó. Nhưng mà thỉnh thoảng vẫn có như vậy. Nghe người ta nói rằng kinh này là được viết bằng tiếng Hán, cho nên không biết có Phật thuyết hay không, đúng không? Và cô cũng nằm trong những cái nghi ngờ đó. Và cái nghi ngờ đó khởi lên, cái cô lên cô lại Phật: cho con đi sang một chuyến Ấn Độ đi, để con tìm hiểu về nguồn cội tại sao Đức Phật thuyết kinh Di Đà, rồi tại sao là có pháp môn thiền, tại sao là có pháp môn trì chú. Mình phải tìm về căn nguyên. Và như thế là hành trình 8 năm ở Ấn Độ, đi cầu pháp và thực hành pháp đã diễn ra. Và đó là lý do tại sao mà cô đi đến Ấn Độ rồi xong cô quay về. Và cũng may là có nhân duyên đối với Phật pháp, cho nên chuyến bay xuống đầu tiên, cô xuống ngay Đại học New Delhi. Và việc đầu tiên cô đến là cô đến đảnh lễ xá lợi của Phật ở tại Viện Bảo tàng New Delhi. Và khi đến đó, cô không cần làm gì cả. Cô chỉ cần thấy những viên xá lợi. Xá lợi đó thì theo như khảo cổ học để lại, văn thư còn để lại, thì đó là phần xương cổ của Đức Thế Tôn của chúng ta. Phần đó là một trong 8 phần được chia về cho dòng họ Thích Ca ở thành Kapilavệ, Kapilavastu. Và chỉ cần nhìn cái bảo tháp có chứa xá lợi đó thôi, vẫn ở khoảng cách 2 mét, nhưng mà từ trường nó tỏa ra, nó làm cho nước mắt của Huệ Hòa chảy dài xuống. Trời ơi, cha của mình đây sao? Thế Tôn đây sao? Bao nhiêu năm rồi, tại sao giờ này con mới quay về? Và Đức Phật của chúng ta không phải là một người được tạo ra, một nhân vật không có thực, mà một nhân vật có xương, có thịt. Ngài đi vào đời với lòng bi mẫn. Và đây là chứng thực, xá lợi của Ngài vẫn còn để đó. Mặc dù nó không lấp lánh như những gì hào quang phát sáng, nhưng từ trường nó có thể chạm đến tâm can của mỗi người con Phật. Chỉ cần ngồi đó thôi, con thấy bình an, con thấy rằng con đường của con chọn là đúng, tại vì Ngài vẫn còn ở đó. Và như thế, bắt đầu những tháng ngày đi vào thư viện để lật lại những trang kinh, không phải bằng tiếng Hán mà bằng tiếng Sanskrit, về kinh Di Đà, về kinh Vô Lượng Thọ, về kinh Pháp Hoa. Và cứ như thế. Và sau khi Đức Phật đã quán sát
thấy có 9 loại chúng sanh như vậy, và Đức Phật biết rằng có những chúng sanh sẽ lĩnh hội được giáo pháp Thế Tôn. Và Ngài mới bắt đầu phát nguyện giảng bài pháp đầu tiên. Nhưng mà bài pháp đầu tiên á, thì Ngài chọn cái tầng lớp cao nhất, đó là có những chúng sanh ít bụi trần trong tâm của họ. Và từ Bồ Đề Đầu Tràng, Ngài quán chiếu rằng 5 anh em Kiều Trịnh Như là sẽ là những người lĩnh hội pháp dễ dàng nhất. Và từ Bồ Đề Đầu Tràng tới Sa Nạc là nó khoảng độ 170 km ha. Đi xe là nghe nói là 5 tiếng đồng hồ. Mà ngày xưa Đức Phật không có dùng thần thông đâu quý vị ơi ha. Đức Phật đi bộ. Cứ ngày thì Ngài đi vào làng khất thực, tối ra rừng ngủ. Và Ngài đi bộ từ Bồ Đề Đầu Tràng về Sa Nạc mất khoảng độ 11 ngày, đi dọc theo sông Hằng. Không có một bài pháp nào được thuyết trong suốt 11 ngày đó, cho tới khi Ngài đến Sa Nạc. Ngài mới thuyết bài kinh gì, quý vị có nhớ không? Bài kinh đó tên là gì nhỉ? Rất là nổi tiếng. Bài kinh Chuyển Pháp Luân, đúng không? Good, đúng rồi đó. Rồi là tại vì năm anh em Kiều Trịnh Như đó là những người đồng tu với Đức Phật. Tinh ấn của năm anh em Kiều Trịnh Như là Khandana, từng tu pháp môn khổ hạnh, 6 năm khổ hạnh rừng già. Cho nên vị năm vị này mới đang đi theo cái hướng là cực đoan. Họ tin rằng là chỉ có khổ hạnh ép sát mới thành đạo thôi. Cho nên Đức Phật mới thuyết bài kinh Chuyển Pháp Luân. Và cô nhớ bài kinh đó như vậy nhiều năm rồi, nhưng mà chắc là cô hy vọng là cô còn nhớ. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Thế Tôn đang trú tại ở vườn Nai, ở Isipatana, trú xứ của chư thiên ở Bananai. Ở đó Đức Phật gọi nhóm năm vị tỳ kheo là Khandana đó. Này các tỳ kheo, có hai cực đoan mà chúng ta, mà người tu Phật cần phải tránh xa, đó là khổ hạnh ép sát, đó là dễ vui trong dục lạc và khổ hạnh ép sát. Nguyên văn kinh đó. Như Lai đã tránh xa hai cực đoan này và thực tập con đường trung đạo. Con đường trung đạo đó chính là Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo gồm có con đường tám ngành, đó là chánh tri kiến. Chánh gì nữa nhỉ? À, chánh tư duy. Chánh tri kiến có nghĩa là hiểu biết đúng về các pháp. Chánh tư duy có nghĩa là suy nghĩ đúng về các pháp. Rồi có kiến thức đúng về các pháp rồi, có suy nghĩ đúng về các pháp rồi, mới dẫn đến là gì nào? Chánh gì? Chánh ngữ là nói lời chân chính. Rồi tiếp theo đó là hành động chân chính. Và tiếp theo đó là chánh nghiệp, có nghĩa là phương thức kiếm sống của mình chân chính. Không phải vì kiếm sống của mình mà sát hại chúng sanh khác. Không phải vì lợi ích cá nhân mình mà đi tổn hại người khác. Cái đó gọi là chánh mạng. Rồi sau đó là chánh niệm, chánh tinh tấn và chánh định. Niệm Phật để làm gì? Niệm Phật để có chánh niệm và chánh định. Trong cái mô hình để giảm thiểu khổ đau và đạt đến trí tuệ giải thoát, thì con đường Đức Phật phát ra đó là giới, đó là định, đó là tuệ. Tại sao chùa Hoằng Pháp chúng ta lại có tổ chức khóa tu thường xuyên như vậy? Tại vì chúng ta cần có tạo một môi trường tốt để những người có cùng căn lành, có cùng từ trường, có đủ nơi chốn để trở về đây cùng tu tập. Chúng ta cần bạn đồng tu để thực hiện vấn đề đó. Ở nhà thì cũng được, nhưng mà sao? Sáng nay đã hứa với Phật rồi là con sẽ niệm 180 biến mới Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật mới 5 phút thôi. Cháu mình nó khèo khèo, bà ơi, bãi bà có tin này mới trên Facebook nè. Rồi sao? Chúng ta bị ngoại duyên chi phối.
Mà để tiến lộ trình tu tập của chúng ta nó được suôn sẻ đó, thì chúng ta phải giữ giới. Ở nhà nhiều khi chúng ta không giữ giới được. Vô đây ngồi đây rồi, Phật tử chúng ta có 5 giới đúng không? Ở đây không ai bắt mình giữ, mình cũng tự giữ lấy, đúng không? Ở đây tụng kinh không, ở miệng mình đâu có rảnh đâu mà đi nói dối. Đúng không quý thầy, quý các bác? Đúng không nào? Rồi chúng ta bận lại sám hối, nhìn lên là thấy Phật ngồi đó uy nghi trang nghiêm, bậc đại từ đại bi. Chúng ta đâu có thời gian đâu mà đi sát sanh, đúng không? Rất là dễ dàng. Với một môi trường nhìn qua bên này là thấy bạn mình Nam Mô A Di Đà Phật một cách thành kính, con nguyện vãng sanh về cõi lành. Nhìn qua bên trái cũng như vậy, nhìn lên thấy Phật ngồi uy nghiêm đó, thì làm sao tâm của chúng ta có thời gian để suy nghĩ bậy được, đúng không? Cho nên đó là một khóa tu, là một hành trình tu tập. Chúng ta phải có tập cho chúng ta có thói quen trở về chùa. Một tuần có thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy và chủ nhật. Quý thầy, quý cô trong chùa thì có nhiều thời gian tu tập hơn. Nhưng mà Phật tử của chúng ta thì có ít thời gian hơn. Nhưng mà chúng ta cũng phải có tầm nhìn dài hạn. Thứ hai đến thứ sáu, bận rộn chuyện gia đình, chồng con, kiếm tiền để nuôi. Tại mình là một người Phật tử, đúng không nào? Nhưng mà ít nhất là 1/7 trong quỹ thời gian của mình nên thương lấy bản thân mình, nên chuẩn bị hành trình tới để mình tu tập. Cho nên khóa tu là một môi trường tốt. Ngay cả quý thầy cô cũng vậy. Một năm như vậy quý thầy cô cũng phải có những khóa chuyên tu rất là sâu. Để làm gì? Mặc dù hàng ngày là giảng pháp, rồi làm việc chùa, làm từ thiện, nhưng mà cái đó nó nằm ở cái tầm là phước đức, nhưng mà nó ở dạng là phước đức về vật chất thôi. Còn tu đó là gieo vào tâm thức mình những hạt giống thiện lương và tỉnh thức. Những hạt giống đó nó nằm ở đó sẵn thì nó mới phát triển lên. Rồi sau khi chúng ta hết đời này thì chúng ta tiếp tục đời sau, chúng ta vẫn có hạt giống Phật Pháp, hạt giống tỉnh thức có sẵn đó và nó sẽ nở. Còn nếu mà chúng ta chỉ chuyên về làm từ thiện thôi thì chúng ta sẽ trở thành những bậc tỷ phú vào kiếp sau, nhưng mà không biết đạo là gì. Sau khi xài hết rồi thì sao? Lại tiếp tục lăn lộn khổ đau. Cho nên chúng ta phải thương lấy bản thân mình. Chúng ta phải làm cho quỹ thời gian của mình có một tầm nhìn dài hạn. Có thể trước mắt á, thì chủ nhật mà nếu mình không có đi, bạn mình không có rủ đi tu á, hoặc là chùa Hoằng Pháp không có khóa tu thì ta được ngủ thêm tới 9-10 giờ. Anh này mới 6 giờ là cái vậy thôi đi tu nào. Chúng ta sẽ cảm thấy có một chút gì đó hơi gọi là gì nào? Bất tiện cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải tầm nhìn dài hạn. Ở đây quý Phật tử chắc là rất rành về cái việc là để dành tiền trong tài khoản ngân hàng, đúng không? Đi tu là để dành tiền, không phải là tiền mà là phước đức trong tài khoản của chính mình. Mà tài khoản đó chỉ có chính chủ mới được quyền sử dụng thôi à. Đúng không? Is it right? Đúng không? Thứ nhất muốn vô ngân hàng rút, thứ nhất là họ phải công nghệ cao gọi là ID Pay. Phải đứng trước đó màn hình để xem kiểm tra coi thử chứng minh nhân dân có phù hợp hay không. Rồi kiểm tra thứ hai là chữ ký có phải chữ ký của mình hay không. Rồi thứ ba nữa là mình có chính chủ hay không. Rồi từ từ nếu mà mình không có vô ngân hàng thì mình rút ATM đi nữa mình cũng phải biết mật mã. Mà không có ai cho mình biết tài khoản đâu à. Đúng không? Đúng không quý vị? Cho nên là tài sản về những hạt giống thiện lành mà chúng ta tu tập ngày hôm nay chúng ta có, chúng ta để dành trong tài khoản ngân hàng của chúng ta mà chúng ta sẽ sử dụng trong quá trình tái sanh đó, thì chỉ có chính chủ mới sử dụng được thôi. Cho nên chúng ta mỗi ngày phải nhớ rót vào nó một chút.
Chúng ta muốn đời sau chúng ta biết được Phật Pháp, nhưng mà chúng ta có thêm nữa là chúng ta sống cuộc đời không có khốn khó quá, không có nghèo nàn quá, thì chúng ta nên phát tâm làm từ thiện một phần. Và một từ thiện đó là những gì chúng ta có chúng ta chia sẻ cho người khác, để đời sau chúng ta sanh ra chúng ta được sanh vào một cái nhà khá giả chút, chúng ta đỡ vất vả. Chúng ta giúp đỡ những người khó khăn để kiếp sau chúng ta sinh ra chúng ta lành lặn chân tay. Chúng ta phóng sanh, chúng ta giúp người khác, giúp những con khác bớt đau khổ thì chúng ta sẽ sinh ra một cách lành lặn. Hãy có một cái tầm nhìn rộng rãi về đầu tư dài hạn như thế. Có những ngăn như vậy. Cái này mình gửi kỳ hạn 3 tháng. Cái này mình gửi kỳ hạn 6 tháng. Cái này mình gửi kỳ hạn 1 năm. Cái này mình gửi kỳ hạn nhiều đời. Và đây là từng loại một, để chúng ta biết rằng đời của chúng ta nên có những ngăn như vậy, và chúng ta sống thảnh thơi. Hạnh phúc không phải lệ thuộc vào bao nhiêu tiền chúng ta có. Và quá trình tái sinh theo Đức Phật dạy cũng không có lệ thuộc vào bao nhiêu tiền chúng ta có, hoặc là chúng ta niệm danh hiệu Phật bao nhiêu lần, mà chúng ta niệm như thế nào, tâm của chúng ta an tịnh như thế nào, và chúng ta để dành được bao nhiêu trong tài khoản tỉnh thức. Tài khoản đây gọi là tài khoản tỉnh thức, đúng không nào? Mỗi lần mà chúng ta niệm Phật như vậy, chúng ta giữ giới như vậy, phước đức nó có, đúng không? Sáng này với một cái thánh chúng như vậy, thanh tịnh như vậy, có ai sanh lên cái tâm là muốn phạm một trong năm giới của mình không? Không. Ít ra mình vào đây, có đại chúng ở đây, có Phật ở đây, có quý thầy, quý cô ở đây, có bạn đồng tu ở đây. Nhiều khi mình muốn ngủ gục một chút xíu, đúng không? Nhưng mà nhìn qua thấy bạn mình trang nghiêm quá, lại quá, cái nó sách tính mình cũng gắng tu. Nhất là với cái quỹ thời gian của các bác ở đây, phần lớn là trung niên và lão niên. Cả cuộc đời mình bận rộn rồi, bây giờ mình nên dành một ngày, ít nhất là một ngày trong tuần, để làm cái sổ tiết kiệm về những hạt giống tỉnh thức cho bản thân mình đi. Mình phải kết duyên mới được, đúng không nào? Nên là cũng may là Đức Phật có thuyết cái pháp môn niệm Phật như vậy. Đó là bài kinh thứ nhất. Và sau khi nghe bài kinh thứ nhất rồi là năm anh em Kiều Trần Như chứng đắc quả vị đầu tiên là quả vị dự lưu. Dự lưu là thấy biết được các pháp vận hành trên vũ trụ này vận hành như thế nào. Sau đó Đức Phật thuyết luôn bài kinh số 2 là kinh Vô Ngã Tướng cho năm anh em Kiều Trần Như. Bài kinh số 2 là bắt đầu như vậy. Có nghe như vậy, một thời Đức Thế Tôn đang ở vườn Lộc Uyển tại trú xứ Chư Thiên ở Ba La Nại, cũng một địa điểm đó luôn, người nghe giống nhau. Nhưng mà bài kinh này Đức Phật nói như sao? Lúc đó Đức Phật gọi năm nhóm tỳ kheo và nói như vậy: "Này các thầy tỳ kheo, sắc không có tự tánh, sắc đó là hình tướng ở đây nè. Đúng không nào? Này các thầy tỳ kheo, sắc không có tự tánh. Nếu như mà sắc có tự tánh thì sắc sẽ không đưa đến sự khiếm khuyết và thay đổi. Và người ta có thể ước mong sắc của mình, mong sắc của ta như vậy, mong sắc của ta không như vậy. Mà tại vì sắc nó không có tự tánh cho nên sắc đưa đến sự khiếm khuyết và thay đổi." Ngày xưa đó, cô đây ngày trước đó, chắc kiếp trước cô là không có được rộng lượng lắm cho nên cô mới lùn như thế này. Khi đọc lại bài kinh Vô Ngã Tướng của Đức Phật, ngày xưa là chưa tu cho nên không có biết rằng sắc này không có tự tánh, không biết rằng thân này không có tự tánh, cho nên khi nghe ai mà nói rằng cô Huệ Hòa lùn tín à. Rồi lúc đó nghe câu đó bắt đầu mới chấp, trời ơi, nếu mà nói bạn cái bên mình lùn tín là mình không có buồn đâu, nhưng mà tại vì nói cô Huệ Hòa lùn tín, vậy thì tại cái lùn nó làm cho cô Huệ Hòa khổ, hay là tại vì là chấp vào cô Huệ Hòa lùn mới khổ, đúng không? Bây giờ tu rồi, vâng, con hơi bị lùn, cho nên con sẽ tu nhiều hơn để kiếp sau con có hảo tướng chút, đúng không nào? Chấp nhận sự thật. Và tại vì nghe Đức Phật nói rằng sắc không tự tánh,
thanh xuân của chúng ta rồi cũng không thể giữ mãi được. Có thể này đó là kết quả của một quá trình chúng ta đã làm. Nếu chúng ta có một hình thức đẹp như vậy, đó là sản phẩm phước đức chúng ta đã làm trong quá khứ, cho nên bây giờ chúng ta đẹp. Nhưng mà nó cũng không trường tồn, nó sẽ thay đổi liên tục. Thanh xuân rồi cũng sẽ qua, tóc bây giờ cũng bắt đầu điểm bạc. Và cảm thọ cũng như vậy. Này các tỳ kheo, cảm thọ cũng không có tự tánh. Cảm thọ có thể là cảm giác hạnh phúc, hay cảm giác khổ đau, hay là cảm giác trung tính. Nó cũng không có tự tính, nó cũng thay đổi liên tục. Tương tự như vậy, mình nói, con mình nghe thì mình vui. Cái mình cứ ước mong rằng ngày nào con mình nó cũng ngoan như vậy. Nhưng mà sự thật nó không như vậy. Con có ngày con ngoan, có ngày không ngoan. Nhưng mà tại vì ước mong của mình là mong rằng cảm giác hạnh phúc này trường tồn mãi mãi. Nhưng mà Đức Phật nói cảm thọ, cảm giác cũng không có tự tánh. Dù là lạc thọ, khổ thọ hay bất lạc, bất khổ thọ cũng không có tự tánh. Nó thay đổi liên tục, đó là phải chấp nhận nó. Cho nên khi chúng ta có thể tu tập xong một thời kinh, chúng ta cảm thấy an lạc, đó là kết quả của một giờ tu tập. Nhưng mà sau khi một ngày về rồi chúng ta bớt tu tập thì sao? An lạc đó nó bớt đi hoặc nó không còn nữa. Lúc đó chúng ta bị chi phối bởi con cái của chúng ta. Cái chúng ta cảm thọ khổ đau bắt đầu khởi lên. Khổ đau này hãy biến mất đi, hãy biến mất đi. Nhưng mà sự thật là nó phải theo quy luật của nó: sanh, trụ, dị và diệt. Nó vẫn còn đang ở cái chế độ cao như thế mà kêu nó biến mất đi, biến mất đi. Nó có biến đâu. Cái nói rằng Đức Phật nói rằng cảm thọ không có tự tánh và nó thay đổi liên tục. Tại sao khổ đau của con nó cứ tồn tại mãi thế? Và khi tâm của chúng ta bắt đầu ảnh hưởng tới đó thì chúng ta đang đi lại, đi quá trình là nhân rộng niềm đau. Thay vì chúng ta đang khổ đau như vậy, chúng ta chắp tay lại Nam Mô A Di Đà Phật, đúng không? Chặn đứng ngay. Thay vì chúng ta đang khổ đau như vậy, chúng ta chỉ cần chắp tay Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc là quá đau khổ chúng ta có thể niệm Từ Bi Quán, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Dừng ngay dòng tư tưởng của ta tiếp xúc với khổ đau, chặn đứng ngay. Chúng ta không làm nhân rộng niềm đau đó nữa. Con mình nó nói với mình một câu không có hiếu thảo, có 5 phút thôi và nó đi mất rồi. Ta không có hài lòng với 5 phút khổ đau đó. Ta suy nghĩ về nó cả ngày. Đúng không nào? Lúc đó ta nói rằng con khổ đau 5 phút chưa đủ, bây giờ con sẽ nghĩ về nó cả ngày, con sẽ nghĩ về nó cả tháng. Chồng mình nói với mình có 5 phút rồi, ông đi mất rồi. Lúc đó ta nói rằng không, 5 phút con chưa đủ, con sẽ nhân rộng niềm đau này. Hãy nhìn lại những gì chúng ta làm, con sẽ suy nghĩ về những gì ông đã nói. Một ngày, hai ngày, cả đêm mất ngủ. Thay vì 5 phút thôi, chúng ta đang nhân rộng nó lên 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, 1 ngày, 2 ngày. Hãy xem những gì chúng ta đang làm mỗi ngày. Và có người nói rằng, có đến chết tôi cũng sẽ không quên những gì bạn nói với tôi hôm nay. Mình muốn vãng sanh, nhưng mà mình nói chết mình cũng không quên. Vậy thì sao? Lúc chúng ta lâm chung rồi, thân sẽ trở về với cát bụi, chỉ còn thức ở lại. Thức đó chấp thủ với những thù hằn như thế. Và đó là cách ta tìm thấy nhau. Ta tìm thấy những hạt giống tương đòn đó. Ta tìm thấy những cái đó để chúng ta đi đến với nhau. Đó là cách chồng gặp vợ. Đó là những cách mà cha gặp con. Tâm của chúng ta sân như thế thì chúng ta phải tái sanh vào cái cõi mà cái gì liên quan đến bạn ấy, đúng không nào? Một đời ta cũng không quên mà. Cho nên chúng ta phải học cách buông bỏ. Phải biết cách là thay vì chúng ta khổ có 5 phút thôi, đây là kết quả của quá khứ, bây giờ ta chấp nhận nó. Công việc của chúng ta nếu khó khăn quá, chúng ta hãy nhớ Phật đi, Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc đó nên phát triển pháp môn niệm Phật liền ạ. Đúng không nào? Tỉnh thức liền, không suy nghĩ về nó nữa.
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát để chặn giống ngày tư tưởng liền. Lúc đó chúng ta sẽ không gọi là trong Phật giáo gọi là không cung cấp nguồn dinh dưỡng cho sân hận tiếp tục, khổ đau tiếp tục, chặn đứng dòng tư tưởng. Và đó là gọi là lậu tận minh, phương pháp để chặn rứt khổ đau, phương pháp để mà chấm dứt cung cấp nguồn dinh dưỡng cho khổ đau ấy tiếp tục và nhân rộng. Đó là cách áp dụng pháp môn trong đời sống hàng ngày. Đức Phật cũng nói như vậy. Thức cũng không có tự tánh. Thức có nghĩa là tâm của chúng ta đó. Nếu như thức có tự tánh thì thức sẽ không đưa đến sự khiếm khuyết và thay đổi. Và sự thật là thức không có tự tánh cho nên thức thay đổi liên tục. Ngày hôm qua chưa gặp Huệ Hòa, quý vị sẽ không biết cô Huệ Hòa là ai. Đúng không ạ? Sau khi bài pháp thoại này bắt đầu, thức của quý vị, nhận thức của quý vị, tâm của quý vị bắt đầu biết cô Huệ Hòa là ai. Và cái pháp môn niệm Phật này nó cũng tác động ảnh hưởng rất lớn đối thức cho chúng ta. Thay vì chúng ta ở nhà, chúng ta mơ tưởng về tương lai hay vọng tưởng về quá khứ, tâm của chúng ta thì nó y chang con khỉ, đúng không? Lúc thì suy nghĩ này, lúc suy nghĩ kia. Và nếu mà chúng ta ở đây á, thì chúng ta sẽ dành 2 tiếng đó để niệm Phật. Tâm của chúng ta chỉ nằm ngay hiện tại. Và hiện tại của chúng ta thật là nhiệm màu. Phía trước của chúng ta mở mắt ra, đó là hình ảnh Đức Phật. Nhìn quán chiếu tâm của chúng ta, hiện tại chúng ta đang an trú ở Phật, đang an trú ở Pháp, đang an trú ở chúng tăng, bạn đồng tu của mình. Hiện tại thì thật là nhiệm màu. Nhưng mà nếu chúng ta không có đến đây tu, thì sáng nay chúng ta ở nhà, chúng ta có thể tâm vọng về quá khứ hoặc mơ tưởng đến tương lai. Vọng về quá khứ thì suy nghĩ về những điều vui, những điều buồn, đúng không? Những điều gọi là tạp thoại, không đâu vào đâu. Nhưng mà tâm chúng ta suy nghĩ về quá khứ có nghĩa là chúng ta đang nuôi sống lại những niềm thiện và niềm ác chúng ta đã thực hành. Nếu chúng ta mà biết điều á, chúng ta biết á, thì nó hên, gọi là hên xui giống số đề. Chúng ta quay về, chúng ta nhớ những niệm thiện thì không sao. Mà chúng ta nhớ về những niệm ác, đúng không? Hoặc là những khổ đau. Tại vì hàng ngày chúng ta cứ khổ đau hạnh phúc liên tục và chúng ta suy nghĩ về những khổ đau, là tâm chúng ta đang tiếp xúc lại niềm khổ đau ngày hôm qua. Và khi chúng ta tiếp xúc lại thì chúng ta cứ suy nghĩ về nó, là chúng ta đang nuôi dưỡng nó và nhân rộng nó. Và càng nuôi dưỡng càng nhân rộng thì sao? Nó càng lớn, càng ngày càng ù. Ngày xưa niềm đau khi chưa suy nghĩ về nó tít tẹo vậy thôi, nó bị lướt qua hết. Nhưng mà sau khi chúng ta ngồi một ngày, chúng ta suy nghĩ về nó, chúng ta nuôi nó thành con heo bự. Mà heo bự nó khỏe rồi thì sao? Nó phát triển sức mạnh của nó, nó sẽ lấn át tâm an của chúng ta. Thay vì hôm nay chúng ta muốn đi lễ chùa, nhưng mà những cái niệm bất thiện đó bắt đầu nó sinh khởi. Ở nhà vui hơn, đúng không? Lấn át tâm can. Rồi khi nó lấn át tâm can hơn nữa, đừng đi chùa. Coi phim cho nó đã, đúng không? Coi phim xong rồi, nhân vật là không có thực. Nhưng mà chúng ta sống theo nhân vật, chúng ta khổ đau theo nhân vật, cảm xúc chúng ta nuôi dưỡng theo nhân vật. Và cứ như thế, những hạt giống luân hồi sanh tử đó được kết nối vào tâm của chúng ta. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật thuyết cái Kinh A-di-đà. Kinh A-di-đà thì được thuyết ở tại thành Xá Vệ, ở ngay một cái trung tâm rất là lớn, lớn gấp 10 lần Hoàng Pháp bây giờ. Đó là Kỳ Viên Tịnh Xá. Vào lúc khảo cổ và cũng như theo kinh điển thì thời đó khoảng độ có 10.000 chư tăng ở đó. Và Phật tử ở đó rất là thuần thành. Cứ mỗi tuần như vậy là họ tới, họ tập trung, họ nghe Pháp và họ tu tập theo quý thầy quý cô như hôm nay, đạo tràng Hoàng Pháp của chúng ta. Cho nên Đức Phật thấy rằng Phật tử á, thì nếu như mà thuyết cái phương pháp khó hơn á, thì có thể là khó cho họ thực hành. Cho nên Ngài mới thuyết cái pháp môn niệm Phật này.
rất là dễ dàng. Có những cuộc giải phẫu cần thuốc tê, đúng không nào? Nếu mà có chuyện gì, nếu mà chúng ta bị ruột dư mà vào bác sĩ nói tu rồi thôi, quán chiếu cảm thọ đi, không cần thuốc tê, quá đau đớn. Và chúng ta có thể sẽ phản ứng bằng cách là máu của chúng ta sẽ chảy nhiều hơn. Cho nên niệm Phật có nghĩa là tách tâm đi theo hướng thiện, dùng cái danh hiệu niệm Phật đó, trụ vào danh hiệu niệm Phật đó để chặn đứt dòng tâm ác của chúng ta, tâm sân hận của chúng ta, và chúng ta hướng. Và khi chúng ta gieo cái hạt giống tâm, những cái hạnh lành của Ngài Di Đà vào trong thức chúng ta mà nó đủ lớn á, nó sẽ sinh sôi lên. Tâm thức của chúng ta như một thửa ruộng. Trước khi tu thì có thể đó là một thửa ruộng hoang. Mà thửa ruộng hoang thì có cái gì quý vị? Cỏ đủ các loại. Mà cỏ là sức sống sinh trưởng rất là tốt ạ. Đúng không quý vị? Chúng ta cần có những khóa tu này để làm sạch tâm, ngăn ngừa không cho cỏ mọc. Chỉ cần tâm mà nghĩ bất thiện một cái là chặn đứng tâm ngay. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng ta làm cho cái thửa ruộng tâm thức của chúng ta hàng ngày, mà cũng không phải là thức cả đêm là nhổ hết sạch cỏ đâu nghe. Không có. Chúng ta đã gieo hạt cỏ đó nhiều đời nhiều kiếp, làm sao một đêm chúng ta có thể nhổ hết? Chúng ta nhổ từng ngày một. Chúng ta tu theo kiểu như vậy, nhổ một cái cây cỏ và dặm vào đó một cây lúa, hoặc là dặm vào đó một cây xoài. Vị nào thích ăn gạo thì dặm vào đó một cây lúa, vị nào thích ăn xoài cắm xuống đó một cái xoài, vị nào mà thích ăn sầu riêng thì cắm vào đó một cây sầu riêng, đúng không? Vị nào mà muốn mình đời sau có nhiều, có gặp được đạo, gặp được pháp thì chúng ta tu tập đó. Vị nào muốn sau này chúng ta sanh ra được làm người tướng hảo tốt một chút, chúng ta hành thiện bằng cách như vậy, cắm vào đó. Vị nào muốn sau này chúng ta không có nghèo thì bố thí vào đó một chút, bố thí về tài vật. Vị nào muốn sau này chúng ta có nhà cửa đẹp thì chúng ta cúng dường, cắm vào đó một cái là cúng dường cho quý thầy quý cô có khả năng xây chùa chiền, những viên gạch như vậy chúng ta cắm vào. Thầy Hòa thích sầu riêng với mít thái lắm, cho nên có cắm, có trồng sầu riêng với mít thái, đúng không nè? Và chúng ta để ý xem tâm thức của chúng ta cũng giống như thửa ruộng vậy. Khi mà lúa và những cây ăn trái chúng ta cắm vào đó mà nó sinh trưởng rồi thì cỏ nó không có khả năng nó mọc. Cũng giống như vậy, khi tâm thức của chúng ta được tập trung về đây và tu tập mỗi ngày thì tự động tâm an lành của chúng ta nó sẽ sinh trưởng, nó mạnh lên và bắt đầu nó chiếm lĩnh thị trường, chiếm gần hết cái thửa ruộng đó luôn. Ngày mà thửa ruộng tâm thức của chúng ta được mọc hết tất cả các hạnh lành thì ngày đó chúng ta sẽ càng bớt khổ. Nhưng mà chúng ta cũng phải biết rằng những hạt giống bất thiện, những cái hạt cỏ đó, nó thỉnh thoảng nó nằm trong đất. Cho nên mỗi ngày chúng ta phải ra coi, kiểm tâm của chúng ta. Khi mà chúng ta gặp chướng duyên mà chúng ta buồn, chúng ta sân hận liền là chúng ta làm sao? Nam Mô A Di Đà Phật. Cái này, cỏ này con sẽ nhổ. Đừng có tưới phân cho nó. Chỉ tưới phân cho cây thôi, cây trồng của chúng ta thôi, lúa mẹ rồi thôi, đừng có tưới phân và tưới nước vào cỏ, đúng không? Chúng ta tưới trong tỉnh thức. À đây. Đây cái này con sẽ nhổ bỏ. Sự thật này con chấp nhận và con sẽ chuyển hóa tâm con. Con dùng danh hiệu niệm Phật để con chuyển hóa tâm con. Cũng may là chướng duyên này nó đến sớm, lúc con còn khỏe, lúc con còn trẻ, lúc con còn tỉnh thức. Cho nên con sẽ nhổ nó. Chứ giờ lâm chung rồi nó tới, lúc đó chúng ta không có đủ khỏe để nhổ đâu ạ. Cho chàng pháo tay nào. Cho nên chúng ta phải siêng tu, có khuyến tu, hãy trở về chùa và tham gia các khóa tu. Chúng ta kiếm đủ rồi, hãy chia ra. Mà còn nếu chúng ta còn có trách nhiệm thì chúng ta nên chia ra, một tuần 7 ngày thì chúng ta có một ngày để tu. Và tập cho chúng ta có một lối sống như vậy, lối sống an lành như vậy, thì chắc chắn rằng đến lúc lâm chung, tâm thức của chúng ta sẽ sạch sẽ, cỏ sẽ yếu dần đi. Và với tâm thức như thế thì chúng ta sẽ sanh về cõi lành và tiếp tục hành trình của mình như vậy.
Nếu là một Phật tử thì là một Phật tử thuần thành và lương thiện, đi tiếp cuộc đời của mình để mình có thể sanh về cõi lành. Cho nên cái pháp môn niệm Phật đó là một pháp môn nhiệm màu. Cái phương tiện mà chúng ta dùng ở đây á, là chúng ta dùng danh hiệu của Phật để an định tâm, để đạt đến giới thì chúng ta tới đây chúng ta tự giữ rồi, đúng không? Không cần kêu quý vị giữ, quý vị cũng giữ được ba la mật luôn á, đúng không? Is it right? Đúng không quý thầy cô? Huệ Hòa xin lỗi là tại vì ở học viện là Huệ Hòa hướng dẫn quý thầy cô kinh điển bằng tiếng Anh, cho nên là nó cái giao tiếp của Huệ Hòa nó thỉnh thoảng Huệ Hòa cứ nhớ rằng là phải nói tiếng Anh với quý thầy cô. Này, hôm nay là Phật tử không? Cho nên là chúng ta thấy rằng là một quá trình như vậy chúng ta cần phải dùng cái phương tiện ở đây là danh hiệu niệm Phật và những cảnh giới, những an định mà quý vị sẽ đạt được. Nhưng mà chúng ta cũng phải để ý luôn là cái quá trình sau khi niệm Phật xong chúng ta cảm thấy an lạc. Nhưng mà cái nguồn an lạc đó nó phải được nuôi dưỡng. Còn xong rồi kia, nếu mà chúng ta tạp thoại quá rồi chúng ta quên tu, đúng không? Cho nên phải nhắc nhở nhau, bạn đồng tu, nhắc nhau về chùa, rủ bạn mình về chùa cùng tu. Và tâm thức của chúng ta đã có chứa những hạt giống lành như vậy thì chúng ta lo gì mà chúng ta không tái sanh cõi lành? Chúng ta lo gì? Chúng ta đã có một ngân hàng có nhiều phước đức như vậy đã gửi rồi, làm gì chúng ta còn lo nữa, đúng không? Chỉ sợ chúng ta ngân hàng trống không thôi, đừng có nợ nần. Ngân hàng của chúng ta phải là ngân hàng dương chứ đừng có âm, đúng không? Quý vị có thấy có ngân hàng âm không? Có. Phải là gì nào? Xài nhiều hơn kiếm tiền, đúng không? Phước đức cũng vậy, chúng ta phải làm nhiều điều thiện nhiều hơn và tu tập nhiều hơn để cho ngân hàng của chúng ta luôn luôn ở trạng thái gì nào? Dương. Và khi cần xài là chúng ta lấy ra chúng ta xài thôi, chỉ cần bỏ vô mật mã thôi, đúng không? Nên là mỗi ngày quý thầy quý cô cũng phải tâm tâm niệm niệm như vậy. Cho nên hôm nay á, tới một cái buổi pháp thoại ở một cái từ trường rất là mạnh như vậy, lúc mà Huệ Hòa bước vào đây nghe quý vị niệm Phật mừng quá. Trời ơi, đây là một cái khóa tu tạo điều kiện cho Phật tử rất là đông và thấy là quý vị tu tập rất là tốt. Và hy vọng rằng không phải tuần này không, mà những tuần sau chúng ta cũng vậy. Chúng ta phải nỗ lực tinh tấn và cam kết, đúng không? Tôi á, mà tuần sau mà tôi mà lười biếng lên á, bà nhớ gọi cho tôi nghe. Chúng ta sẽ cùng tiến tới về phía trước, chúng ta sẽ cùng tu tập, nhớ gọi điện cho tôi nghe, đúng không? Chúng ta nếu mà chúng ta còn duyên thì chắc chắn cũng sẽ có một ngày nào đó thì còn duyên là sẽ còn gặp thôi, sẽ giải đáp những cái thắc mắc về sau, được không nào? Và quý vị có hoan hỷ với bài pháp thoại hôm nay không? Gắn về chùa tu nhiều hơn, chùa là môi trường tốt để cho chúng ta tu tập, cho nên là hãy nỗ lực tinh tấn tu, nhất là khi chúng ta ở trạng thái là trung niên và lão niên rồi, chúng ta phải tự thương mình. Chúng ta phải để dành tài khoản của mình, và tài khoản của mình là người khác muốn xài cũng không được đâu ạ. Nên là hy vọng sau buổi pháp thoại này rồi, quý Phật tử biết cách để dành tài khoản phước đức của mình một cách có trí tuệ. Và cũng nhờ cái việc tu hành đó, sau này chúng ta sẽ an lạc và vững tin vào Phật Pháp, vững tin vào ngôi Tam Bảo, vào con đường mà Đức Thế Tôn đã giảng dạy. Nam Mô A Di Đà Phật.